Ôi chà. Ủa, ngon hơn ta khoe cả nhà kìa. Xin chào cả nhà, chúc cả nhà có một ngày mới thiệt là vui. Chiều hôm nay thì ra vườn hơi trễ. Chắc cũng gần 5 giờ đó cả nhà. Cho nên Hiền mời cả nhà đi thu hoạch chung với hai mẹ con Hiền nha. Hôm nay có em Quýt em ra nữa. Trời, em đang mang cái bao tay kìa. Ok ok. Hiền đang kiểm tra bao tay để mang cho em. Hôm trước thì Hiền đã dọn xong cái vườn này. Hiền đã cho mấy cây rau cần qua nè cả nhà. Với lại mấy cây su hào hôm nay thấy cũng tươi lên này nè. Em bé bây giờ chuẩn bị thu hoạch chung với mẹ nè cả nhà ơi. Ồ, cái này nhỏ hả? Trước tiên thì Hiền thấy cái cây ớt chuông này nè cả nhà. Hôm rày nó cũng thì nó ra đợt trái thứ hai rồi cả nhà thấy không? Thì mời cả nhà thu hoạch chung với Hiền đây. Cũng được nhiều trái nè. Ôi trời, trái từ trên xuống dưới. Hiền mới bón thêm đợt phân cho nó. Phân gà cả nhà. Hiền xài phân gà mà dạng viên. Yeah. Too small. Yeah. Oh no, too small. Too small, that's really big. Hiền xài phân gà dạng viên rồi có thêm blood and bone cũng được. Ở trên đây có một cái quả to nè cả nhà thấy không? Hiền sẽ ui, rớt rồi. Đây. Quả này kiếm quả nào to to hái nữa. Còn nếu mà chưa to thì mình đây, trái này cũng được nè cả nhà. Nguyên chùm trên đây nè. Mommy. Yeah, papa. Mommy. Oh, chờ mẹ cái nha. Bên cái vàng dây leo của Hiền cả nhà. Hôm nay tìm được một cái quả khổ qua to cả nhà. Éo quýt, con có muốn hái này không? Ở bên hang. Này con hái đi. Ôi trời trời ơi, rất là lẹ tay, Hiền phải kìm liền để không thôi là tiêu nguyên cái vàng luôn. Được quả khổ qua rừng. Qua đây éo quýt ơi. Ui, có mấy quả cà chua bi. Hôm nay Hiền sẽ thu hoạch lẹ tại vì sợ trời nó tối á cả nhà. Small hả? Dạ. Yeah. Cả nhà ơi, em mới vừa đi lụm cái quả khổ qua nhỏ xíu. Cái quả đó nó chưa có to con, chờ vài bữa nữa nha con. Dạ. Ừ ừ, too small, no harvest yet. Yeah. Ừ ừ. Trời ơi cả nhà nhìn nè. Em mới vừa lanh tay làm quả này của Hiền nè. Sao đau khổ tâm can quá vậy trời. Nó bự được vậy hoặc hơn nữa nè cả nhà. Mà bị gì nè cả nhà ơi. Khổ quá. Xong rồi em ấy ngồi như kiểu thẫn thờ. Bye bye hả? Vậy con vô nhà đi. Con đừng phá vườn của mẹ. Đi, let's go. Đây, em ấy lại đòi kêu mẹ đi kiếm dâu cho em ấy. Để Hiền đi kiếm thử xem có dâu không. Bên đây Hiền thấy có một quả dâu này. Em quýt ơi, mẹ thấy hình như hôm nay chưa có nhiều quá con. Bên đây mấy trái này nó mới hườm mà. Em có mang theo cái cuốn sách của em cả nhà thấy không cả nhà. Bên đây Hiền sẽ hái một mớ cái cầu vồng với lại xà lách. Rồi cái quanh kia kiếm thêm mấy trái dâu cho éo quột cả nhà. Hôm nay Hiền tính dọn vườn mà chưa có dọn tiếp được luôn. Cây xà lách này nhìn tươi quá. Như cái bông. Đây là cái nhà ơi. Hiện tính đi mua một ít đồ ăn nữa. Mà không biết giờ này còn đi kịp không nữa. Sợ người ta chuẩn bị đóng cửa. Thường thường ở trong nhà mà có để tôm đồ cả nhà. Hay là cá đâu á. Thì những cử ăn mình làm đơn giản nó cũng lẹ. Làm những món xào đó. Hoặc là cá chiên. Hiền thích ăn cá chiên. Bên đây họ bán cá fillet sẵn. Mình mua về mình chỉ việc bỏ miếng nước mắm vô. Tiêu. Chiên ăn là ngon. Đây là cả nhà. Mấy cây salad này. Cái cây này nó chụm lại hai cây này.
trời mùa xuân nhưng mà cũng có ngày lạnh lắm nha cả nhà, cho nên hả nhầm bữa Hiền vẫn mặc áo khoác dày á. Kể cả nhà hôm trước á, Hiền đi mua phân bón mà nặng quá chừng nặng luôn. Cái bịch phân bón mà Hiền mua tới 25 kg, xong cái Hiền đứng Hiền loay hoay nghĩ trời ơi cái này mà khiêng lên xe không biết sao nổi, tại vì mình mua cái bịch nhỏ thì nó cũng muốn bằng giá rồi, mà mua bịch lớn gì thì nó sẽ ngợi tiền hơn. Tại Hiền đang cải tạo đất lại mà, xong cái hên sao có chú nhân viên chú bảo con có cần giúp không, cái Hiền nói dạ, cái chú đẩy lên cho Hiền lên cái chỗ để mà trả tiền luôn cả nhà, xong rồi cái chú đẩy ra xe luôn. Hiền đâu ngờ là chú giúp Hiền đẩy ra tới xe luôn, cũng đỡ quá chừng luôn. Xong rồi chú còn đưa vô trong cái thùng xe giùm Hiền luôn. Cây salad thì nó cũng có lá rồi cho nên Hiền sẽ thu hoạch nó tiếp. Ít khi nào mà Hiền thấy nhân viên mà họ giúp mình đẩy ra tới xe mấy cả nhà. Đây Hiền mời cả nhà thu hoạch cái mớ tỏi tây tiếp Hiền ha. Cái cây này nó to nè. Which one? À, há dâu con á hả? Wow. Cây này to nè cả nhà. Hi hi. Thêm cây này nữa cả nhà. Hai cây. Và bên đây cây này nữa cả nhà. Ba cây. Đây, mấy cây tỏi tây Hiền mới thu hoạch xong. Bây giờ chiều quá cả nhà. Cả nhà ơi, ở bên đây là Hiền chuẩn bị hái mấy cái quả dâu cho em éo quụt nè. Mẹ em đòi hái kìa trời. Ở đây mẹ hái cho, để con hái con bứng cây dâu của mẹ rồi sao. Ui chà, cũng được mấy trái chín. Trời đất ơi. Trời đất ơi, em mới hái được trái nè cả nhà ơi. Thuần chín. Ờ, chín rồi. Ý em nói là trái này chín rồi đó mẹ. Người ta kìa. Ờ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Đây nè. Mẹ con để mẹ hái đi, để nó hư cây dâu của mẹ. Nha, phía. À đưa cho con hả? Trời ơi, chịu không nổi với em luôn cả nhà. Đây 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 đây. Rồi được chưa? Ôi ôi giỏi quá. Giỏi quá, cảm ơn con nha. Ừ, small and big, đúng rồi. Hết chưa? Hết rồi ha. Mời cả nhà ăn dâu chung với bé éo quệt. Hôm nay được có vài trái hả? Cho nên để cho em ăn cả nhà ơi. Nó ngon, nó thơm quá ha. Thơm mấy con. Hy vọng là cái đợt tới cái nó ra thêm đợt trái nữa ha cả nhà ha. Em nãy mê quá trần. Nhằm khi đi mua đồ nặng cả nhà, mà được có người giúp đỡ mang giùm gì cũng đỡ. À cái bịch 25 kg thì nếu mà Hiền tự mang là cũng hơi bị mệt đấy. Trái nhỏ xíu mà ngọt ngay vậy trời. Má. Hiền tính tranh thủ đi chợ mà Hiền sợ chắc không kịp quá. Ồ, ngon hơn ta khoe cả nhà kìa. Cả nhà ơi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video này của hai mẹ con Hiền. Chúc cả nhà có một ngày mới thiệt là vui.